Xin chào anh chị và các bạn. Mình cứ mãi ăn một món ăn quen thuộc hoài thì mình cũng trở nên ngán. Thì hôm nay Phượng giới thiệu một món ăn hơi lạ miệng một chút xíu để anh chị làm để đổi bữa cho gia đình. Đó là món bò kho sả ớt. Phượng làm món bò kho sả ớt này với 500g thịt bò vụn. Mình chọn thịt bò vụn vừa có thịt và vừa có gân thì ăn sẽ giòn ngon hơn nha. Và 7 cây sả cay. Và một ít tỏi, nửa củ nghệ, một ít gừng, một ít ớt và một số gia vị thông dụng trong nhà bếp hàng ngày. Đầu tiên thì Phượng sẽ đi cắt sả. Sả này thì mình cắt cái phần lá ra nha. Cái phần lá này mình giữ lại, lát nữa mình trụng bò. Còn lại thì phân nửa mình sẽ cắt lát ra, còn phân nửa mình sẽ bằm nhuyễn nha. Cái phần sả non này nè thì các bạn cắt những cái lát mỏng, và cắt mỏng hơi xéo xéo một chút xíu để nó có từng khoanh nè, khi mình gấp ăn nó sẽ ngon miệng hơn. Còn cái phần sả hơi già một xíu thì các bạn bằm nhuyễn ra cùng với tỏi ớt nha. Tỏi ớt này mình cũng bằm nhuyễn, bằm chung với sả luôn nha. Trước khi mình đi cắt thịt bò thì mình chuẩn bị một ấm nước sôi để lát mình trụng thịt nha. Để thịt bò thì mình cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Phượng cắt ra từng miếng mỏng mỏng như vậy nè, mỏng mỏng và dài dài nha. Đừng cắt miếng to quá thì mình kho nó lâu thấm và mình ướp nó cũng lâu thấm nữa. Rồi Phượng cho cái phần lá sả và một ít gừng vào trong này để mình trụng bò cho bò mình được thơm hơn. Rồi cho nước sôi vào trong bò, mình trụng sơ để bò mình được thơm không bị tanh. Mình đừng có trụng kỹ quá, bò nó cũng bị cứng nữa. Mình trụng như vậy để khi mình ướp bò đó, bò nó nhanh thấm ngấm hơn và bò mình được giòn ngon hơn nha. Trụng xong thì mình vớt ra tô này để mình ướp thịt bò. Để ướp thịt bò thì Phượng cho vào đây là một muỗng cà phê hạt nêm, muỗng vung nha, một muỗng cà phê muối, muối thì mình xúc muỗng hơi lưng lưng một tí và mình dùng muối hạt, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê nước tương, một muỗng cà phê dầu hào luôn. Thì phần gia vị thì mỗi loại gia vị là một muỗng cà phê, riêng về muối thì mình xúc muỗng hơi lưng một tí, rồi mình sẽ trộn đều lên. Thì lúc này thịt bò nó còn hơi ấm ấm đó, mình ướp gia vị vào thì nó rất là nhanh ngấm. Thì mình ướp tầm khoảng 10 phút thôi nha. Tầm 10 phút là thịt bò nó đã ngấm rồi. Rồi mình để đây, mình sẽ đi phi thơm sả tỏi ớt lên. Cho vào trong chảo khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi thì mình cho sả tỏi ớt mầm vào. Và mình cho nghệ vào. Nghệ thì mình dùng nửa củ. Mình gọt vỏ rồi mình lấy chai mình giã nhuyễn ra. Sả, tỏi, ớt, nghệ, Phượng đã phi thơm lên rồi nè. Phi thơm lên rồi, bây giờ Phượng sẽ cho thịt bò vào mình xào nha. Khi mình cho thịt bò vào mình xào nè, mình cảm nhận được cái mùi sả, tỏi, ớt rất là thơm. Và đặc biệt cái món bò kho sả ớt này mình cho thêm xíu nghệ vào đó, vừa là tạo màu và là vừa tạo mùi thơm. Bò thì rất là hợp với nghệ luôn. Bò kho sả ớt mà cho thêm tí xíu nghệ nữa, vừa có màu sắc và vừa lại có vị ngon thơm nữa nha. Bò mình xào cho thật là săn lại như vậy luôn nè. Đó, như vậy rồi Phượng sẽ cho nước vào. Mình không cần canh nước cũng được. Mình cho nước vào sao cho nó xâm xấp ngập mặt bò nè. Vừa ngập cái mặt thịt bò là được nha. Mà để ngon hơn thì anh chị dùng phân nửa nước và phân nửa nước dừa tươi thì cái món bò mình sẽ đậm đà hơn. Trong lúc nấu thì mình luôn đậy nắp. Lâu lâu mình mở nắp ra và mình trộn đều lên để cho bò nó chín đều nha. Thì cái món này mình nấu với cái bò vụn vừa rẻ mà lại vừa ngon nữa đó. Nó có phần ít thịt và một ít gân, mình ăn nó đỡ ngán. Rồi Phượng đậy lại, Phượng nấu tiếp cho nó được chín mềm nha. Và mình nấu cho đến khi mà mình thấy cái nước nó còn khoảng phân nửa cái lượng nước đó. Là lúc này các bạn ăn thử thì cái bò của bạn cũng đã vừa mềm rồi. Các bạn đừng nấu lâu quá, nấu lâu quá cái bò nó mềm quá ăn cũng không ngon. Nó mềm vừa giòn giòn dai dai ăn ngon hơn nha. Rồi mình cho sả vào nè. Rồi mình trộn đều lên, mình nấu tầm 5 phút nữa.
là thịt bò cũng như là sả trong đây rất là chín thơm rồi. Rồi mình cho sả vào và mình nấu tầm 5 phút là được rồi nha. Còn một ít nước như vậy nè, một ít nước như vậy để lát nữa mình chan cơm nè, chan bún, mình chấm với cơm cháy thì ăn mình ngon lắm luôn. Cái món này đáng lẽ là Phượng chuẩn bị thêm cơm cháy á, cho cơm cháy vào ngon lắm. Rồi bây giờ mình múc ra đĩa nha. Khi thịt bò vừa nấu xong nóng hổi thơm phức luôn, thơm mùi sả tỏi ớt lắm luôn. Và lúc này thì sẽ không còn cảm nhận thơm mùi nghệ nữa đâu các bạn. Tỏi ớt nè. Mình ăn cái nước này mình sẽ cảm nhận được cái vị mặn mặn, ngọt ngọt rất là ít. Mặn ngọt và cái mùi thơm của sả nè, tỏi ớt. Và cộng với cái vị ngọt thơm của thịt bò, mình ăn vào cảm giác nó giòn giòn, dai dai, dẻo dẻo. Vị ngọt thanh của thịt bò, mình ăn với cơm với bún ngon lắm. Mình làm thêm miếng cơm cháy nữa, mình chấm vào trong đây thì ngon tuyệt luôn. Những ngày cuối tuần cũng như chủ nhật, mình làm mình để đổi món cho gia đình, cũng như là cho ông xã nhà lai gai nhâm nhi cũng rất là ngon nha. Và như vậy thì Phượng cũng vừa chia sẻ xong món bò kho sả ớt rồi. Phượng cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ạ.